Mày thấy đợt này Nhung quan tâm hơn đến tao đúng không? Đúng. Cô Lụa bảo nhá, em Nhung còn thỉnh thoảng lôi hình của mày ra, ngồi một góc ngắm nghía rồi tủm tỉm cười một mình đấy. Giờ ơi à? Chuyện bình thường mà. Tao thích Nhung, Nhung thích lại tao có gì lạ đâu. Tao không lạ. Mày có phải gu của cái Nhung đâu. Hồi trước thôi. Bây giờ gu của Nhung là thích người chững chạc, trưởng thành cơ. Ông trưởng thành nhá. Tất nhiên. Mà mày bảo đi lấy phôi xà phòng cơ mà. Phôi đâu? Chán rồi. Không muốn làm nữa. Thằng Hâm. Sao? Mới đi ra nắng có một tí thôi đã ấm đầu rồi à? Suốt ngày hùng hục kiếm tiền, cha đây làm cái chó gì cả. Có chuyện gì à? Có chuyện gì thì nói ra xem nào. Cứ để trong lòng rồi nó thối ruột thối gan rồi đấy. Tao hỏi mày nhé, thế mục đích mình kiếm tiền để làm cái gì? Thì để chăm lo cho gia đình, rồi thì chứng tỏ bản thân. Ờ. Thế xong cứ mải mê kiếm tiền, thế nhớ ở nhà con vợ mình nó đi cặp bồ cặp bịch với thằng khác thì làm sao? Chị Ánh, nếu mà cái vụ xà phòng và ông khách Việt Kiều kia khó quá, để tôi giúp cho. Cậu là ai? Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Chỉ có ba cái thằng ất ơ báo đời kia mới không phát hiện ra được âm mưu của chị. Chứ thằng Phúc này mà đã đánh hơi những việc xấu xa, chỉ có Chuẩn không phải Trình. Thế thì cậu cứ vo ve đánh hơi đi. Ok. Tóm lại là chị muốn tôi sẽ khui ra cái mưu đồ của chị với ba thằng kia, hay chị muốn tôi giúp chị lừa được ông khách Việt Kiều? Mưu đồ với lừa đảo gì ở đây? Cậu đừng có nói linh tinh. Ôi, cái vụ xà phòng ấy, với vụ ký ốt của đoàn thanh niên, tôi biết thừa chị đang toan tính điều gì. Chỉ cần chia chắc sòng phẳng thôi, tôi sẽ giúp. Mình là dân làm ăn mà, đôi bên cùng có lợi. Ok. Anh Thắng. Chào Nhung. Cưới ai mà cứ dầu dầu diềm diềm ấy? Cưới Vân. Con Vân mà cắm sừng anh á? Nó không có liêm sỉ à mà dám vác mặt mời cưới anh? Hay nó tưởng anh là gà? Thì anh là gà thật mà. Vớ vẩn. Làm gì có con gà nào mà học giỏi, thi đỗ đại học điểm cao nhất làng như anh. Em nó hơi bị hâm mộ anh đấy. Mà em tuyên bố luôn nhá, em Nhung đi vắng thì thôi, bây giờ em Nhung về rồi, không để cho đứa con gái nào lừa gạt anh đâu. Em xử hết. Thế Nhung cũng đừng lừa anh nhá. Tất nhiên rồi, em lừa anh làm gì? Này, mải chém gió quên mất, mang giò cho anh ấy. Anh cảm ơn Nhung ấy. Nhung ăn trưa chưa? Em chưa. Nhung ở lại ăn trưa với anh nhé. Thôi, em về đây, giờ này chắc quán đông khách rồi. Nha. Nhung. Nhung đi cẩn thận nhá. Nhớ những gì nói với anh nhá. Nhớ rồi.